cũng bị bùng xô rồi đó. À, anh muốn mua lại sản phẩm nhúng rực chứ anh mua? Dạ, rực trước anh mua là anh mua bộ rực trong đó hóa. Thì bên em hôm nay anh lấy lại thêm bộ bộ này đúng không ạ? Đúng, anh lấy hết bộ này luôn. Dạ rồi, anh có lấy hết sản phẩm nào nữa không? Thì lấy thêm chống nắng đi em. Dạ, lấy chống nắng, có phải da chết không? Em lấy luôn, anh mình còn lại da chết không ạ? Có. Em thử chống nắng đi. Ừ. Đúng rồi, mùa nắng nên là dạ, đúng anh rồi. Nghĩ cái này hợp lý á. Em nói nghe là tại da chết của bên em ạ. Thêm cho anh là vì hả anh hay make up đi gì. Ừ, chắc chút nữa em phải hướng dẫn anh cách sử dụng dạ nha. Dạ rồi, chỉ em muốn dẫn mình từng bước một ạ. À. Cho anh coi cái dòng thêm dòng trắng sáng. Đây là dòng trắng sáng của bên em. Mình có muốn trắng sáng không anh? Hay là mình muốn là lấy một hàng thôi, mình có lấy thêm trắng sáng để mình mix cho mình da mình trắng hồng hơn không ạ? Có chứ. Cái này là mình buổi sáng anh đi viện á, thì anh là xài chống nắng và kem dưỡng trắng để nó bảo vệ làn da của mình và nó cung cấp ẩm trắng làm trắng hồng da cho mình. Ừ. Rồi anh lấy luôn bộ sản phẩm này. Dạ. Và là mình lấy chọn ba bộ luôn. Lần này anh lấy ba bộ luôn á. À. Trước thì lần đầu nên anh chỉ dám thử nghiệm một bộ thôi. Dạ. Dùng xong một thời gian anh thích nên là dạ. Bây giờ anh sẽ mua nhiều hơn. Dạ. Nhưng mà em thấy da anh không? Dạ. Dạ. Là cải thiện đẹp quá trời luôn. Ừ. Nói chung dùng xong sản phẩm của bên mình anh rất là thích. Dạ. Thứ nhất là khi mình sử dụng anh không phải tốn quá nhiều thời gian. Dạ. Nhưng mà nó cho anh cái kết quả như mong đợi. Dạ. Khi mà sử dụng xong anh cảm giác da mình rất là sạch luôn. Dạ, hôm nay em thấy da anh cảm thấy tốt, lỗ chân lông xe nhỏ lại. Ừ. Cái lỗ chân lông là cái mà anh để ý nhất. Dạ. Tại vì trước đây anh gặp phải là lỗ chân lông rất là to. Dạ. Nhưng mà dùng được một thời gian thì anh cảm giác những cái lỗ chân lông trên mặt mình đó, nó đang nhỏ lại dần. Và nó cải thiện nên anh rất là thích nên là anh phải quay lại anh mua nhiều hơn để sao da mình nó đẹp hơn. Dạ. Một tháng là bán hơn 1000 chai. Một tháng hơn 1000 chai. Đây là những cái dòng mà best seller. Cái serum này cũng được khách mấy chị em phụ nữ thích lắm. Cái này là dùng cả nam lẫn nữ luôn không chị? Ừ, đúng rồi. Nam nữ gì cũng dùng được hết em. Đây là kem chống nắng ở bên mình. Cái này là nam nữ xài được, không biết sao gì sao. Vì nó có một cái em đưa chị. Nó rất là cái xài vô khoảng mấy phút sau là bắt đầu là nó thấm hút, nó coi như là mình không có sử dụng luôn á. Và nó da em nó sẽ căng lên, mà bởi vì cái này là nam xài nhiều lắm. Dễ xài đúng không chị? Ừ, dễ xài. Yeah. Tại vì em xài xong là cái da nó không có thấy giống như phấn gì nọ, nó rất là bất tiện. Yeah. Cái này tí nữa em lấy một tí cho em. Cái nước này làm từ cái rượu sake á. À. Cái men rượu sake. Cái này là làm sáng da đúng không chị? Ừ. Em làm cho em trắng sáng da nè. Cái mùi nó em ngửi là mùi rượu sake. Đúng rồi. Tại vì mùi này là mùi tự nhiên. Mùi tự nhiên chứ không có dùng mùi, ở đây là không có dùng mùi của những cái mùi mà là những cái mùi của những cái tinh chất này. Tự nhiên nó làm ra luôn, nó lấy luôn cái mùi tự nhiên, đến mùi này là mùi rượu sake, mùi đặc trưng của Chonami. Từ cái mùi hoa anh đào nó trộn với cái mùi dưa leo của mình á, nó ra cái mùi. Thơm ha, thơm nhẹ nhàng, nhưng mà nhẹ nhàng. Sản phẩm chủ lực thì lúc nào cũng mùi thơm đó.